Thưa quý vị, tuần vừa rồi câu chuyện về bảo hiểm nhân thọ và thế hệ Y, thế hệ Millennials đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều quý vị khán giả. Chính bởi vậy trong chương trình Cà phê sáng với VTV3 tuần này, chúng tôi quyết định sẽ gửi tới thêm những nội dung chi tiết hơn về câu chuyện bảo hiểm nhân thọ cùng với chuyên gia bảo hiểm Nguyễn Nam Sơn. Xin chào anh và rất vui được gặp lại anh trong Cà phê sáng với VTV3. Có lẽ đầu tiên thì anh Nam Sơn hãy giúp cho Mai Trang giải thích với quý vị khán giả cái nguyên nhân vì sao mà chúng ta cần phải đầu tư vào bảo hiểm nhân thọ nhiều đến thế ạ. Cảm ơn Mai Trang. Xin chào tất cả các quý vị. Lý do rất đơn giản thôi. Để xây được một ngôi nhà cao thì chúng ta cần phải có một cái nền móng vững chắc. Và để mong vươn tới tương lai thì chúng ta cần bảo vệ những gì mà mình đang có. Và đấy chính là lý do tại sao mà bảo vệ trước những rủi ro về mặt tài chính luôn luôn là cái yếu tố đầu tiên trong bất cứ hoạt động hoạch định tài chính cá nhân nào. Vâng, và chắc chắn nếu như là đã là những phương pháp bảo vệ, chúng ta cũng sẽ có nhiều giải pháp để thực hiện phương pháp đó một cách tốt nhất, phải không ạ? Chính xác. Trước khi trao đổi tiếp theo thì xin mời quý vị hãy cùng với Mai Trang và chuyên gia Nam Sơn theo dõi một video clip ngắn. Bảo hiểm nhân thọ không phải tên của một loại hình sản phẩm bảo hiểm mà có đến hàng trăm loại bảo hiểm nhân thọ khác nhau và được chia theo 4 tiêu chí. 1. Đối tượng bao gồm sản phẩm cho con, cho người trụ cột và cho người về hưu. 2. Phương thức tham gia bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm nhóm. 3. Mức độ rủi ro bảo hiểm từ kỳ chết trong kỳ hạn hợp đồng được chi trả, bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm sống qua được thời hạn hợp đồng thì mới được chi trả và bảo hiểm hỗn hợp cả hai loại. 4. Thời hạn hợp đồng bao gồm bảo hiểm chính, bảo hiểm bổ sung và hỗ trợ. Theo thống kê mới nhất thì tỷ lệ mua bảo hiểm nhân thọ nhằm bảo vệ rủi ro thuần túy chiếm 6,53% số lượng hợp đồng, 1,6% tổng phí bảo hiểm, bảo vệ kết hợp với tích lũy tài chính để đáp ứng các nhu cầu khác nhau chiếm 93,47% số lượng hợp đồng, 98,4% tổng phí bảo hiểm. Thưa quý vị, vừa rồi là những con số thống kê và chắc hẳn quý vị vẫn còn nhớ cái con số thống kê mà những người mua bảo hiểm nhằm mục đích là bảo vệ và tích lũy tài chính lên tới 93,47%, phải không ạ? Tại sao hình thức bảo hiểm này lại được nhiều người lựa chọn đến như thế? Một lý do đơn giản là mặc dù cái bảo vệ mà mang tính chất bảo hiểm mang tính chất bảo vệ thuần túy thì nó có mức phí thấp, mệnh giá bảo vệ cao. Thế nhưng mà nếu như hết thời gian hợp đồng mà không có rủi ro gì xảy ra thì công ty bảo hiểm sẽ giữ lại toàn bộ cái khoản phí mà mình đã đóng. Về mặt tâm lý mà nói thì người dân chúng ta thường có cái quan điểm là muốn là những gì mình đã bỏ ra, nếu không có vấn đề gì thì nó phải quay lại với mình. Mình phải được nhận lại. Vâng, do vậy là người ta luôn luôn hướng tới những cái chương trình mà bảo hiểm vừa kết hợp với cả bảo vệ tài chính cộng với cả tích lũy để mà có thể có được những cái kế hoạch tốt hơn. Tức là dựa trên chính nhu cầu của cái người mua bảo hiểm, cho nên các công ty bảo hiểm đã thiết kế ra những chương trình phù hợp. Vậy thì tại sao những người thuộc thế hệ Y hay còn gọi là thế hệ Millennials họ lại nên tập trung vào cái loại hình là mua bảo hiểm mà kết hợp với tích lũy tài chính như vậy? Có phải đây là loại hình mà có lợi nhất cho họ không ạ? Những người ở độ tuổi trẻ như vậy, độ khoảng từ 20-30 thì trước mặt họ là một chặng đường dài độ khoảng 60 cho đến có thể là 70 năm. Thì một chặng đường dài như vậy nó có rất nhiều cái giai đoạn khác nhau mà người ta cần phải quan tâm đến, có rất nhiều những dự định, những kế hoạch về tài chính. Do vậy là nếu như người ta không có sẵn một cái chương trình bảo hiểm vừa bảo vệ mà vừa tích lũy tài chính thì người ta sẽ rất khó để đạt được những cái ước mơ và những kế hoạch của mình. Vậy thì với những người trẻ, đặc biệt là giống như là độ tuổi của Mai Trang đây, nên bắt đầu lên kế hoạch để mua bảo hiểm hay là tích lũy như thế nào đây ạ? Vâng, tôi có thể cho Mai Trang thấy một hình dung nhỏ nhỏ như vậy thôi. Xin mời ạ. Ở đây chúng ta có một độ tuổi khách hàng nhóm từ 30 đến 40. 30 đến 40 là độ tuổi tiếp theo của cái nhóm mà chúng ta đang đề cập đến. Sau đó sẽ là độ khoảng từ 40 đến 60. Và tiếp theo là từ 40 đến 80. Thì với mỗi một độ tuổi khác nhau, chúng ta sẽ có những cái nhu cầu tài chính khác nhau. Ví dụ như là anh cũng cần nhắc tới. Ví dụ như là đối với những người ở độ tuổi từ 30 đến 40, cái mong muốn, cái nhu cầu người ta là tạo dựng một kế hoạch tài chính cho cá nhân và gia đình. Có thể là lập nghiệp, có thể là lập thân. Đối với những người ở độ tuổi từ 40 đến 60. 40 đến 60 thì cái mà người ta quan tâm một phần là về bản thân gia đình và một phần lớn là dành cho con cái. Và những cái kế hoạch dành cho con cái là luôn luôn là điều người ta quan tâm rất rất lớn. Và sau đấy thì là những cái gì liên quan đến hưu trí và chuẩn bị cho những kế hoạch sau này. Thế thì chúng ta cũng đã đề cập nhiều đến câu chuyện bảo hiểm rồi thì chúng ta cũng hình dung được là trên những cái chặng đường, ở đây là một chặng đường của độ tuổi 20-30, chúng ta sẽ phải đi theo các bước tiếp theo như thế này. Và nếu như không có những cái sự chuẩn bị trước thì giả sử một cái rủi ro nó có thể xảy ra, tôi lấy ví dụ như thế này, là nó có thể làm cho phá vỡ mọi cái kế hoạch, mọi cái dự định và các cái chặng đường tiếp theo của mình nó sẽ không còn nữa. Vậy thì chúng ta sẽ cần đến bảo hiểm nhân thọ như là một cái công cụ, nó sẽ chỉ là một việc đơn giản để chúng ta có thể hình dung được. Nó giống như là một cái sự gia cố. Đúng rồi. Và nếu như mà không may có một chuyện gì xảy ra thì
những kế hoạch của chúng ta nó vẫn được thực hiện, vâng, những cái dự định của chúng ta vẫn được hoàn thành. Vâng. Và độ tuổi trẻ, những độ tuổi của người trẻ ở độ tuổi 20-30 nên hướng tới việc là chuẩn bị những cái gì sắp đến với mình trong tương lai. Nhưng mà theo như là anh Nam Sơn có nhắc tới và nhìn để cái con số độ tuổi lên tới 80 thì mới chẳng có thể hình dung là cái bảo hiểm mà chúng ta muốn nhắc tới nhiều là bảo hiểm nhân thọ trọn đời, đúng không ạ? Và tại sao cái bảo hiểm nhân thọ trọn đời này nó lại có ý nghĩa với thế hệ trẻ đến như thế ạ? À vâng. À, cái câu chuyện liên quan đến bảo hiểm nhân thọ trọn đời nó có một yếu tố rất đặc biệt ở đây. Đó là việc người trẻ khi mà người ta lên kế hoạch tài chính cho mình trong tương lai, người ta có thể có hai lựa chọn. Một lựa chọn thứ nhất là ví dụ tôi đang ở độ tuổi 20-30, tôi sẽ lên kế hoạch cho độ tuổi tiếp theo, từ 30-40. Thì khi nào tôi đến độ tuổi này thì tôi lại lên kế hoạch cho độ tuổi tiếp theo là 40-60. Và khi tôi ở tầm khoảng 40-60 thì tôi sẽ chuẩn bị cho cái kế hoạch của 60-80. Đấy là một cách. Cách này thì đơn giản, dễ thực hiện, nhưng mà nó có một cái rủi ro là bởi vì tuổi chúng ta càng ngày càng cao, sức khỏe của mình thì nó cũng có thể có gặp những rủi ro, thì nguy cơ là chúng ta có thể không được công ty bảo hiểm chấp nhận bảo vệ trong những cái hợp đồng về sau này. Vậy thì có một cách thứ hai giúp chúng ta có thể giải quyết được việc đó là ngay từ cái độ tuổi 20-30 của mình đã lên một cái kế hoạch bằng một cái chương trình bảo hiểm mà như Mai Trang đã rất tinh ý nhận ra, đó là một chương trình bảo hiểm nhân thọ mang tính chất trọn đời. Và nó không phải là cái trọn đời giống như từ cái thời mà năm khoảng 2000 khi mà bảo hiểm nhân thọ mới vào Việt Nam, mà nó là một cái chương trình bảo hiểm nhân thọ liên kết với cả đầu tư. Và với cái chương trình nó mang tính chất dài hạn như vậy thì nó mang lại cho người ta những cái sự linh hoạt rất là lớn. Cho tôi xin phép được hỏi chuyên gia một câu nữa, đó là có nhiều người chắc chắn sẽ thắc mắc rằng tại sao tôi mua bảo hiểm y tế rồi tôi cũng mua thường xuyên là như thế mà tôi vẫn phải mua thêm những loại bảo hiểm bổ sung khác, hay là như bảo hiểm mà chuyên gia vừa mới nhắc tới. Mỗi một loại hình bảo hiểm thì nó sẽ mang lại những cái lợi ích khác nhau. Nó có những đặc tính khác nhau, và nếu mà chúng ta kết hợp được tất cả lại với nhau thì chúng ta sẽ có một cái sự gọi là bảo vệ toàn diện. Lấy ví dụ bảo hiểm y tế, chúng ta nằm viện thì thường là sẽ phải đi theo đúng các cái tuyến của đã được quy định sẵn trước. Còn đối với cái sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, hoặc là hỗ trợ viện phí phẫu thuật, hoặc là liên quan đến bệnh tật như bệnh nan y chẳng hạn, thì chúng ta có thể lựa chọn bất cứ bệnh viện nào mà mình nghĩ rằng ở đấy nó có thể mang lại cho mình những cái sự điều trị tốt nhất, cũng như là tiện nghi nhất. Và ngoài ra nữa thì những cái sản phẩm như vậy nó còn căn cứ vào việc là sẽ chi trả cho khách hàng một cái khoản tài chính để bù đắp cho cái thu nhập bị mất đi do mình phải nằm viện. Vậy là tôi có thể hiểu được ý của chuyên gia Nam Sơn, chính là mỗi loại bảo hiểm khác nhau thì nó sẽ phục vụ cho một mục đích khác nhau, và căn cứ vào những cái mục đích đó thì chúng ta có thể lựa chọn loại bảo hiểm. Và đặc biệt là trong bảo hiểm nhân thọ thì cũng có đến hàng trăm loại khác nhau, đúng chính không ạ? Chúng ta cũng hoàn toàn có thể lựa chọn cái loại bảo hiểm phù hợp nhất. Và tôi tin chắc rằng là câu chuyện về bảo hiểm vẫn có nhiều những khán giả của Cà Phê Sáng với VTV3 muốn được tìm hiểu thêm, bởi vì tôi biết chúng ta đã nhận được rất nhiều những câu hỏi từ tuần trước đến tuần này, và trong phần thứ hai của chương trình thì Mai Trang cùng với anh Quốc Duy sẽ gửi những câu hỏi đó tới chuyên gia để được làm hơn. Còn bây giờ thưa quý vị, hãy tạm rời Hà Nội một chút để cùng tới với Moscow của Nga, và hãy cùng xem tại đây thì đang có điều gì đặc biệt nha. Xin mời quý vị.